Rồi, hoàn thành các phương trình minh họa tính chất hóa học của các nguyên tố halogen đúng không? Rồi câu A nè. Rồi các bạn ghi mấy phương trình ra. CL2 cộng H2 ra HCl đúng không ạ? Xúc tác thường là ánh sáng ha. Rồi câu B. F2 cộng Cu thì ra được là CuF2 đúng không ạ? Rồi câu C. I2 cộng Na thì ra được là Na y, đúng chưa? Rồi nhớ là cân bằng nha. À xin lỗi tôi quên cân bằng, đi nhanh quá. 2 Na 2 Na 2 Y. Rồi ok, A B C D. Rồi ok tới câu D. Câu D là CL2 cộng Fe Fe CL3 đúng chưa, cân bằng 2 2 2 3 6 6. Câu E đúng không? E Bg2 cộng CH lần hả? Thôi cái này viết ở dưới này đi cho nó có chỗ trống. Bg2 cộng CH2 lần thì tạo ra sản phẩm là CaBr2 cộng với CaBr2 được chưa? Cộng với CaOBr. Hai lần lên. Đó. Dạ vậy thôi. Cộng với nước H2O. Rồi, ok, với phương trình xong các bạn phải cân bằng ha. Rồi cân bằng 2Ca nè. 2Ca rồi Bg2 tới 4 thằng là 2Bg2 lên. Bằng chưa? 24O 2 ở đây. 2244H. Rồi ok bằng. F CL2 cộng cao H đun nóng. Hoặc là cao H đặt nóng gì đó cũng được ha, tùy độ. Thì cho ra KCl cộng với KCLO3 cộng với nước. Đúng chưa? Rồi cân bằng thôi. Thường các bạn nhớ mấy cái hệ số này hết nha. Hệ số trong phương trình đặt ấy là 5KCl 6K 6CL3 này. Nhớ mấy cái hệ số quan trọng mình đặt bút mình ghi là mình bằng cân bằng nó mấy anh chị được hết. Rồi ok, bằng. Câu G. Bg2 cộng cho Ki. Bg mạnh hơn Y, nó đẩy thằng Y ra cái một ra K Bg cộng Y2. Được chưa? Cân bằng thì cứ hai múi thôi. Rồi xong xuôi. Rồi đây là một số phương trình nền tảng, tổng cộng có 3 4 5 6 7 7 phương trình, đếm mới đủ chưa? 7 phương trình đủ rồi đây. Rồi, các bạn có gì đó không rõ thì cứ bình luận bên dưới ha. Và những cái này có trong tài liệu mô tả của tôi, đây là basic rồi, đây là những phương trình basic nền tảng. Ok ha. Rồi có gì không rõ thì bình luận bên dưới. Vậy thôi.